Nè, em đố anh nha, quả bóng đang nổi như này mà nó chìm được xuống dưới đáy của cái tô luôn. Hôm nay anh mà làm được em cho anh đi uống cà phê thoải mái luôn. Ôi trời ơi, chìm không, luôn. Không được dùng tay, không được đụng tay vào quả bóng á. Không được đụng tay vào quả bóng. Đúng rồi. Mà quả bóng nó vẫn chìm ở đây à? Ừ, vậy người ta mới đố chứ, đụng tay vào quả bóng còn nói chuyện gì nữa. Đụng tay quả bóng gì? Ừ. Nó chìm dưới kìa. Rồi anh đi nhá. Kêu anh về. Bé lẹ lẹ lên, chỗ kia bẩn kìa. Nhanh lên vào xuống nấu cơm nữa. Ấy ôi mà. Thế còn bảo làm xong thử thách cho đi uống cà phê với bạn đến chiều. Giờ này mắt cất nhà, lo nhà rồi còn nấu cơm nữa. Bạn bè nó gọi quá trời. Giờ này còn cà phê cà bác nữa.